nguồn cơn khủng hoảng tài chính ở Barca Tây Ban Nha. Việc liên tục tăng lương cho Lionel Messi tạo tiền lệ xấu để nhiều cầu thủ khác yêu sách tương tự, khiến quỹ lương của Barca phình to và mất kiểm soát nhiều năm qua. Chúng tôi đang chữa căn bệnh nan y và ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, chủ tịch Joan Laporta từng mô tả về hiện trạng tài chính của Barca hồi đầu hè. Chúng tôi cần kích hoạt các đòn bẩy tài chính để chống chọi và ra viện. Barca, một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới, vẫn đang như mớ hỗn độn với khoản nợ lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ, hậu quả để lại từ thời cựu chủ tịch Josep Bartomeu. Một ngày trước khi đá trận ra quân La Liga gặp Rayo Vallecano, Barca vẫn chưa thể đăng ký 5 tân binh được tuyển mộ trong hè 2022, những cầu thủ có tổng trị giá khoảng 170 triệu đô la Mỹ, bất chấp khoản nợ khổng lồ. Barca vẫn là câu lạc bộ tiêu nhiều tiền nhất châu Âu ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, gồm việc ký hợp đồng với tiền đạo chủ lực của Bayern Robert Lewandowski và ngôi sao của Leeds Rafinha. Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến mỉa mai, so sánh Barca với một kẻ không thể trả 20 đô la Mỹ đang nợ, nhưng sau đó lại tiêu xài thoải mái khi tiệc tùng tại quán rượu vào tối cuối tuần. Huấn luyện viên Bayern Julian Nagelsmann thì thắc mắc, Barca là câu lạc bộ duy nhất không có tiền nhưng có thể mua mọi cầu thủ họ muốn. Thật là điên rồ, kỳ lạ, vậy tại sao một câu lạc bộ có bề dày lịch sử như Barca lại đi đến bờ vực sụp đổ? Tại sao họ như quyết định rằng cách thoát khỏi khủng hoảng là chi tiêu và mua thêm cầu thủ? Báo Anh Sportmail đặt vấn đề tháng 8 năm 2021 ghi dấu những hình ảnh sẽ mãi ám ảnh những người hâm mộ Barca. Lionel Messi, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử, lau nước mắt với đôi môi run rẩy vì nỗi buồn phải rời câu lạc bộ để gia nhập PSG. Trong 4 năm kể từ ngày ra hạn hợp đồng cuối cùng vào năm 2017, chủ sân Camp Nou đã trả ngôi sao Argentina hơn 560 triệu đô la Mỹ. Khi mức lương của Messi tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm, Barca, đội có khẩu hiệu hơn cả một câu lạc bộ, trở nên giống đội bóng của Messi. Tiền đạo 35 tuổi chỉ cần công khai bất bình về một huấn luyện viên và sau đó vài ngày, huấn luyện viên này sẽ bị sa thải. Người tiếp quản ghế nóng tại Camp Nou đến và quay sang hỏi Messi trong giờ nghỉ giữa hiệp trận Barca đang gặp khó khăn rằng anh sẽ làm gì. Leo Jorge Messi biết giá trị của con trai và với tư cách là người đại diện đã đàm phán về việc tăng lương hàng năm. Chủ tịch nào của Barca cũng đồng ý mà không có chút do dự. Nếu không làm như vậy, họ sẽ chịu sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và nhiệm kỳ sẽ bị rút ngắn. Messi, dù không có lỗi, vừa là tài sản lớn nhất, biểu tượng nhưng cũng vừa là vật ký sinh của Barca, Sportmail bình luận, không ai phàn nàn khi lương của Messi tăng vọt, thậm chí nhiều lúc còn cao nhất thế giới. Nhưng đây đồng thời thành tiền lệ xấu khi các đồng đội ra yêu sách tương tự. Ngài chủ tịch tiền thưởng các cầu thủ hét lớn trước Bartomeu, chủ tịch Barca lúc đó trên chuyến bay về lại Catalonia sau khi vô địch Champions League 2015, số đông trụ cột Barca đều đã có những điều khoản thưởng dựa theo thành tích trong hợp đồng. Nhưng họ, sau khi ra yêu sách, vẫn được Bartomeu đồng ý tăng lương mạnh tay. 21 năm trước, Messi ký hợp đồng đầu tiên với Barca trên một chiếc giấy ăn bởi cha của anh. Jorge cảm thấy lời đề nghị quá tốt nên ngay lập tức cần sự chứng thực bằng văn bản. Đến hè 2021, anh bị Barca đẩy đi để bảo vệ tương lai của câu lạc bộ. Trong bối cảnh tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19, nhiều ý kiến cho rằng Messi đáng ra phải chấp nhận giảm đáng kể lương nếu yêu Barca, nhưng luật lao động Tây Ban Nha cấm giảm lương. Thực tế, Barca sa sút từ rất lâu trước khi Messi ra đi trong nước mắt. Minh chứng rõ ràng nhất là đại diện La Liga mất Neymar vào tay PSG với phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới 263 triệu đô la Mỹ hè 2017. Họ dùng khoản tiền đó để tuyển mộ Ousmane Dembélé và Philippe Coutinho, nhưng cả hai đều gây thất vọng. Công tác chuyển nhượng sai lầm, trong khi lò đào tạo chứ danh La Masia không còn sản sinh ra những tài năng xuất chúng. Vì vậy, khi lần thứ hai đắc cử chủ tịch năm ngoái, Laporta phải quyết định giữa việc bán tháo nhiều cầu thủ chủ chốt hoặc đầu tư vào đội. Những thành viên của Barca gọi đây là vòng tròn ảo, là một canh bạc mà việc tiếp tục đầu tư vào câu lạc bộ để có thương hiệu trên sân cỏ sẽ khiến khó khăn về tài chính thêm chồng chất trước ngày La Liga khởi tranh. Quỹ lương phình quá to khiến Barca không thể đăng ký 5 tân binh Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Kun, Andreas Christensen và Frank Kessié do luật chơi công bằng tài chính của La Liga. Tương tự là Sergi Roberto, tiền vệ vừa ra hạn đến năm 2023, và Ousmane Dembélé, người ký hợp đồng 2 năm sau khi bản giao kèo cũ hết hiệu lực. Để giải quyết khó khăn, giới chóp bu ở sân Camp Nou liên tiếp kích hoạt 3 đòn bẩy kinh tế từ đầu hè, gồm việc bán bản quyền truyền hình La Liga và cổ phần công ty Barca Studio. Nhờ đó, họ thu về 777 triệu đô la Mỹ. Barca cũng tích cực tinh giản đội hình khi chia tay 10 cầu thủ, trong đó có Dani Alves, Adama Traore, Luke De Jong và Clement Langlet. Trong 2 tuần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này, Barca sẽ tập trung tìm đầu ra cho Memphis Depay, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Neto Pierre-Emerick Aubameyang, Sazinodis.
Thậm chí, Barca còn dọa kiện Frenkie de Jong khi cho rằng hợp đồng gia hạn giữa tiền vệ Hà Lan ký với bộ sậu của cựu chủ tịch Josep Bartomeu ngày 20 tháng 10 năm 2020 có dấu hiệu phạm tội. Giữa những xáo trộn ấy, vẫn có một số điều lãng mạn ở Camp Nou, không chỉ vì sân đấu có thể được thuê làm địa điểm tổ chức đám cưới như một cách giúp Barca huy động thêm tiền. Sau khi thế chỗ Ronald Koeman, Xavi thổi luồng gió mới, giúp Barca từ vị trí thứ 9 đến ngôi Á quân La Liga, các tân binh cũng hòa nhập tốt ở giai đoạn tiền mùa giải. Rafinha lập siêu phẩm giúp Barca hạ Real 1-0 trong trận giao hữu trên sân Allianz. Mỹ, khi đá trận đầu tại Camp Nou, Lewandowski ghi một và kiến tạo hai bàn giúp Barca đè bẹp Puma UNAM 6-0 để lần thứ 10 liên tiếp đoạt cắp Joan Gamper giải giao hữu tiền mùa giải thường niên tưởng niệm cựu chủ tịch đội bóng. Những đòn bẩy kinh tế giúp Barca tăng cường lực lượng và nhìn thấy ánh sáng cuối con đường. Nhưng khó khăn thì chưa đi qua, như một thành viên câu lạc bộ cảnh báo. Hôm nay, chúng ta có thể ăn ngon, nhưng ngày mai chúng ta sẽ chết đói.